Hôm qua quả là một ngày kinh hoàng các bạn ạ. Mình chuyển tổ cho cả bầy Techa Bonera sang nhà mới. Nhà cũ của tụi nó quá dơ và nếu có nấm mốc xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến cả bầy sau này. Điều quan trọng là việc quay phim cho các bạn cùng xem rất là cực luôn á. Nên mình đã liều mạng tháo bung cái tổ cũ và chuyển cả đám sang tổ mới. Mất gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn với tụi nó. Mình chấp nhận hy sinh hơn vài chục con thỏ. Vừa bị cắn vừa bị chích tan nát. Cuối cùng mình đã chuyển chỗ thành công. Mình phải mở đèn phòng cả đêm để tụi nó chuyển chứng từ hour sang tổ kính bên trong. Sáng nay kiểm tra lại thì mọi thứ đã dần ổn định rồi các bạn. Review về khả năng chích của Techa Bonera thì theo mình thấy nó như kim chích thôi các bạn. Nhưng mà cái hậu sau đó thì khá là khó chịu, nó kiểu cứ nhói á. Tuy nhiên á, theo mình đánh giá thì nó không đau như những gì mình nghe người ta nói ở trên mạng nè.